my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Phần trình diễn của PSD Việt Nam. Xin cảm ơn đơn vị PSD đã cùng trình diễn qua những giây phút vừa rồi. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức kính mời đại diện cho các đơn vị cùng di chuyển về trung tâm sân khấu để nhận những cành hoa thân thương cũng như kỷ niệm chương đến từ ban tổ chức gửi tặng cho các đơn vị. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị của chúng ta.
Đầu tiên xin được trân trọng kính mời đại diện cho đơn vị DTG. Xin được trân trọng kính mời đại diện cho đơn vị Maso. Xin được trân trọng kính mời đại diện cho đơn vị DPL. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện cho đơn vị Titan. Xin được trân trọng kính mời đơn vị BSD. Trân trọng giới thiệu đơn vị MLA. Mời tất cả các đại diện của các đơn vị chúng ta cùng di chuyển về trung tâm sân khấu. Thay mặt cho ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán thính giả và quý vị quan khách chúng ta đã có mặt trong buổi tối đêm nay. Mến chúc tất cả quý vị một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị của chúng ta di chuyển lên trung tâm sân khấu chính trong chương trình ngày hôm nay để nhận những cành hoa và những kỷ niệm chương mà ban tổ chức sẽ dành tặng. Xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Kim Xuân, trưởng ban tổ chức sẽ bước lên sân khấu và trao tặng những cành hoa và kỷ niệm chương cho các ban tổ chức, cho các đơn vị đã tham gia chương trình trong chương trình Bờ Rồi Sau Miền Tây lần thứ nhất năm 2022 được tổ chức tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho. Thay mặt cho ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện cho chương trình được diễn ra một cách thành công tốt đẹp. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả các đơn vị đã cùng nhiệt huyết và cố gắng tham gia chuẩn bị công tác trong suốt khoảng thời gian những ngày qua để có một chương trình thành công tốt đẹp như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và bây giờ trưởng ban tổ chức ông Huỳnh Kim Xuân cũng đại diện cho một đơn vị và chính thức chính tay mình tặng những con hoa tươi thắm cho các đơn vị đã cùng tham gia với chương trình Bờ Rồi Sau Miền Tây lần thứ nhất năm 2022 ngày hôm nay. Và rất mong tất cả quý vị còn lại trong buổi tình hôm nay, trong buổi tối đêm nay, chúng ta hãy dành cho tất cả các đơn vị cũng như ban tổ chức một tràng vỗ tay thật nồng như quý vị nhé.